Nhật ký của Hedy. Xin chào các bạn, lâu rồi Hedy mới chia sẻ với các bạn một ngày của mình. Nhưng mà cuộc sống hàng ngày của mình không có gì thay đổi với lúc trước nên video này có thể hơi chán. Như vậy, một nửa dùng của mình đều là của Creamy. Những bà núi cuốn con chắc sẽ đồng cảm với mình. Ngay sau khi thức dậy, mình ngửi chân của Creamy. Vì chân của cuốn con có mùi rất thơm. Mà con còn đi tắm nè. Vì sao? Vì mình quá đói nên mình thức dậy. Đây là bữa sáng của mình. Nhiều quá vậy. Dạo này mình làm tuyệt thực từng đợt. Đây là một thói quen ăn uống rất hot gần đây ở Hàn Quốc. Nói đơn giản là đây là thói quen ăn uống hạn chế thời gian ăn trong ngày. Chúng mình ăn đúng thời gian quy định, còn thời gian khác ngoài uống nước ra, chúng mình phải giữ gìn bụng trống không. Nó hơi khác với ăn kiêng, diet, vì diet nghĩa là hạn chế thực đơn. Và chúng mình phải kiềm chế mấy loại đồ ăn hoặc chỉ được ăn mấy loại đồ ăn thôi. Nếu giữ gìn thói quen ăn uống này, nó không những tốt cho sức khỏe mà còn giảm được cân nữa. Nên đây là lý do gần đây có nhiều người Hàn làm tuyệt thực từng đợt. Trong nhiều cách, mình chọn làm 24. Nó nghĩa là mình chỉ được ăn trong vòng 4 tiếng một ngày và giữ gìn bụng trong không trong vòng 20 tiếng. Ví dụ, nếu mình ăn buổi sáng vào 11 giờ sáng thì mình nên ăn buổi trưa trước 3 giờ chiều. Và sau 3 giờ chiều, mình không được ăn gì cả, trừ nước. Và thực tên thì chúng mình có thể ăn tự do, trừ đồ ăn nhanh hoặc quá nhiều quà vặt. Tuy nhiên, vì thời gian ăn ngắn nên việc hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết rất quan trọng. Sao bữa ăn của Creamy trông ngon hơn bữa ăn của mình? Đây là 얼마 전에 새로 산 바지예요. 내가 진짜 머리. 예! 너무 예쁘죠, 여기가. 허리가 이렇게. 이렇게 약간 단발이라고 이렇게 나팔이에요. 너무 깜빡이 해리. 랑 와이 마 thời tiết không lạnh nữa. Nhưng mà ngoài buổi chiều ra, thời tiết vẫn hơi lạnh nè. 집에 오니까 택배가 잔뜩 쌓여 있어요. 뭘까요? 와우! 와우! 빈! 따라! 이렇게. 오! 와우! 자, 우방 드 하이! 아! 목걸이! 대박! 천사랑 하트? 이런 무늬 부품 드바! 스티커네! 어머! 제가 또 스티커를 좋아하거든요. 스티커 되게 좋아해요. 자, 부품 런닛! 세상에! 오! 와, đây là tui mới nhất của Teddy Blake. 와,
hiệu Teddy Blake là túi màu đỏ, đẹp quá. Đây là da thật tua, đẹp quá đẹp. Ở đây chăm xin cha hát. Vì ăn xong nên giờ bắt đầu làm việc. Hôm nay mình nên quay video một công ty đã yêu cầu mình. Mình làm tất cả việc tại phòng mình. He he. 일을 열심히 했더니 엄청 배도 고프고 지금 너무 힘들고 중요한 건 카메라 배터리가 나갔어요. 너무 열심히 일을 했나 봐요. 그래서 이제 배터리 충전도 해야 되고 그래서 크림이랑 산책을 나가도록 하겠습니다. 크림아. 네, 여러분. 밤이 되었습니다. 이제 운동을 해야 하는데요. 운동하기 전에 화장을 지워야 합니다. 아, 오늘 일을 다 못했어요. 왜냐면 아까 크림이 산책하고 나서 갑자기 추운 바람을 확 맞았더니 약간 몸이 이상한 거예요. 그래가지고 잤어요. 아파가지고. 2월이나 3월에 오시는 분들은 패딩까지는 아니어도 그래도 아직은 좀 쌀쌀해요. 그 밤에는 또 훨씬 쌀쌀하니까 낮에는 그 제가 옛날에 그 체리헤리에 24시간 해리에 24시간 올린 적 있었는데 그때는 별로 달라진 게 없는 것 같아. 나의 일상이 항상 비슷해요 여러분. 사실 너무 제 운동하는 모습이 부끄러워서 아무한테도 안 보여주거든요. 그래서 오늘도 최대한 짧게 편집할 거예요. Mình tập thể dục mang giày thể thao trong phòng mình như vậy. Ôi, trong mình tập thể dục siêu buồn cười đúng không nào trời ơi. Cũng mà 세수를 했는데요. 이거 클렌징 워터로 Dạo này da mình hơi khô nên mình thoa rất nhiều mỹ phẩm. Hôm nay mình sẽ dùng mặt nạ cá hồi dưới mắt để xóa quầng thâm dưới mắt. Một ngày của Harry đã kết thúc rồi. Vậy xem trong video sau nha. Annyeong.